Trong chương trình ngày hội kết nối quảng bá du lịch các thành phố ở khu vực Tây Nguyên gồm Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, các đơn vị tổ chức đoàn tham quan trải nghiệm tour du lịch hành trình về miền quốc bảo tại huyện Tumarong. Tại đây, các đoàn có nhiều trải nghiệm thú vị, được huyện Tumarong trao đổi về lịch sử phát hiện, tìm ra cây sâm Ngọc Linh, thành phần dược tính, tác dụng của sâm đối với sức khỏe, cách nhận biết cây sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác và quá trình bảo tồn, trồng, phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Du khách được chứng kiến cách trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh, chụp ảnh lưu niệm, giữ những khoảnh khắc đẹp bên vườn sâm. Đến đây thì thấy là cái công của người trồng á, rất là kỳ công. À, rất kỳ công để mà tạo ra một cái vườn sâm như thế này. À, và cũng rất là mừng là mình lên được đến đây là mình cái cảm nhận là rất là hùng vĩ. À, rừng núi của chúng ta rất là hùng vĩ và người dân thì ở nơi đâu cũng có cái sức sống rất là mãnh liệt. Cái chuyến đi này rất là hay. Rất là hay và rất là cũng đặc biệt. Tôi cũng đi du lịch nhiều nơi, nhiều địa phương, nhưng mà mỗi địa phương có một cái đặc thù riêng khác biệt, nhưng mà riêng cái chuyến đi này thì có cái cảm nhận là rất là tuyệt vời. Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của nước Việt Nam. Tại huyện Tumarong có hơn 2.000 hecta sâm Ngọc Linh được trồng dưới tán rừng. Bên cạnh việc trồng, bảo tồn, phát triển diện tích, giá trị thương mại của sâm Ngọc Linh, việc khai thác tiềm năng du lịch gắn với trải nghiệm tại vườn sâm được huyện chú trọng thông qua việc xây dựng các tour du lịch, kết nối các đơn vị lữ hành, quảng bá, thu hút đầu tư. Sâm Ngọc Linh được trồng dưới tán rừng, đây là một trong những cái sản phẩm để người dân, doanh nghiệp và du khách tới trải nghiệm để nhìn biết cây sâm, phân biệt cây sâm Ngọc Linh cũng như là tham quan các cái thắng cảnh trên địa bàn huyện Tumarong. Thì huyện xác định cái phương châm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng gắn với du lịch, đó là cái định hướng phát triển, xóa đói giảm nghèo bền vững cho huyện Tumarong trong thời gian tới. Tour du lịch trải nghiệm hành trình về miền quốc bảo để lại ấn tượng đẹp cho khách tham quan đến từ các thành phố, khu vực Tây Nguyên và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, giúp việc kết nối du lịch giữa thành phố Kon Tum, huyện Tumarong với các đô thị trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày càng hiệu quả.